bạn căng thẳng, bạn áp lực, bạn mệt mỏi. Hãy đến với xã Xì Chét để cùng nhau xua tan đi sự mệt mỏi bằng những trang cười sảng khoái. Hoa Lăng Kính là các tiểu phẩm hài dí dỏm, vui tươi, đầy bất ngờ, sẽ mang đến cho bạn cảm giác xã Xì Chét. Không lẽ mình lũ lẫn thật hả? Con. Dạ. Ủa mà ông ra đây chi vậy? Ông đói quá, đói quá, cho ông ăn đi. Nãy ông ăn rồi mà. Ông ăn rồi hả? Ông ăn cách đây được 30 phút rồi á. Ăn rồi mà sao nó đói quá ta? Dạ. Bà đâu? Ủa, bà mất cách đây 3 năm rồi mà ông. Cái gì? Bà mất rồi hả? Dạ, mất được 3 năm rồi á. Quái, sao bà chết mà không nói lông tiếng nào ta? Ừ. 3 năm sao chả nào dạo này ông không thấy bà đâu. Dạ. Là bà chết cách đây 30 phút hả? Dạ. Ông ăn là 3 năm mà hả? Bà chết cách đây 30 phút, ông ăn là 3 năm. Dạ không phải, ông ăn là cách đây 30 phút, còn bà là 3 năm. Bà là... Trời ơi. Sao bà tự nhiên lại bỏ tôi đi? Trời ơi, mới 30 phút trước tôi còn thấy bà mà tự nhiên bây giờ sau 30 phút bà chết rồi. Ôi trời, đói quá. Còn là ông ăn rồi hả? Dạ. Đói quá ta. Ủa con. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ông năm nay 77 tuổi rồi. Ồ, 77 á? 77 77 tuổi, 77-49 tuổi đẹp, 77-49 tuổi đẹp. Sao đói quá ta? Ăn rồi, ăn 30 phút. Quá. Hana! Dạ ông. Ông đói quá. Cho ông ăn đi. Ủa, nãy con nấu mì cho ông ăn cách đây được 40 phút rồi mà. Ủa, 40 phút hả? Con ăn mì 40 phút mà sao đói quá ta? Cái bà này sao ông ăn rồi mà không nói bà ông gì hết á? Bà đi đâu rồi? Bà mất cách đây 3 năm rồi á ông. Cái gì? Bà mất được 3 năm rồi. Mất là nằm dưới đất rồi hả? Dạ đúng rồi, nằm dưới đất được 3 năm rồi. Sao đi nằm dưới đất mà không nói ông ta? Trời ơi. Cho hỏi cái này nha. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ông năm nay 88 tuổi rồi. 88 rồi. Không nhớ, ngủ lúc quên. Dạ. 88. Dạ. Vậy là sang năm là 100 rồi. Dạ. Thế ông vô nha. Dạ. Ăn cách đây 99 năm rồi ta. Sao đói quá ta. Ôi. Cái bà này đi đâu không nói một tiếng. Dạ. Con làm cái gì đấy? Dạ con đọc báo mà cũng bị sặc nữa hả? Dạ. Nana. Hana ông. Hana. Cha. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay ông 99 tuổi. Năm sau là chuẩn bị làm trường thọ 100 năm cho ông á. Con chết sáng năm đó ông 100 tuổi rồi đấy. Dạ đúng rồi.
Ôi trời, sao ông lại sống dai, sống dai thế vậy? Ơ cơ, ba ơi, ba có cái gì ăn không? Ba ơi, ủa chị về rồi hả chị? Ba con mới về. Ủa con đây đưa ba ấy cho. À, vậy thôi em đi về luôn nha. Chị cảm ơn em nha, ngày mai em lại chăm sóc ba chị tiếp nha. Dạ dạ, em về nha chị, dạ con về nha. Ba con mới về. Ủa thế con nhỏ kia là giúp việc hả? Dạ đúng rồi ba. Bây giờ tưởng con gái ba chứ. Hả? Không có, ý giúp việc thôi, để nó về đi. Về dạ. Cái gì thấy nó sai sai vậy ta? Ủa, ba sao vậy ba? Ba không khỏe hả? Ba khỏe, nhưng mà ba thấy nó có sai sai thế nào đấy. Có gì đâu mà sai sai. Mà con biết là ba rất là khỏe, tại vì ba của con năm nay mới có 66 tuổi. Ủa? Chứ không phải là năm nay ba 99 tuổi hả? Trời ơi, ba ơi là ba. Ba mới có 66 tuổi thôi. Tuổi của ba mà ba còn không nhớ nữa. Biết ngay là có cái gì đó sai sai mà 66 mà. Thôi, có cái gì lấy ra cho ba ăn đi, ba đói quá. Ủa? Ba chưa ăn hả ba? Ba ăn đâu? Con thấy tô mì kìa. Đúng rồi, tô mì này. Dạ. Ủa thế là ba ăn rồi hả? Ủa thì sao lại ăn rồi mà ba cứ thấy đói à? Chắc là ăn chưa hết cho nên nó đói. Bởi vậy đó, từ ngày mẹ mày mất đó là không có ai mà đút cho ba ăn hết. Ba? Hả? Cái gì vậy? Thì tối đấy, bữa nào mẹ cũng ngủ với ba mà ba nói mẹ mất là sao? Ôi lỗi, ôi lỗi. Trời ơi, mẹ mày chết linh vậy hả? Trời ơi, chết rồi mà tối nào cũng phải ngủ với tao nữa. Ba? Hả? Mẹ còn sống mà. Mẹ đang đi chợ kìa. Con chết. Con sống. Là đi chợ chứ không phải là xuống dưới đất nằm rồi hả? Dạ. Quái, tao biết ngay mà. Tao biết là có cái gì nó sai sai mà. Con này, mày định chơi tao à? Mày chơi... thôi. Rồi. Ba nói là ba còn tỉnh táo lắm. Dạ đúng rồi, ba còn tỉnh táo lắm. Ngày nào là tao cũng ôm ngủ mà. Dạ đúng rồi. Vậy ba còn tỉnh táo lắm. Bây giờ đầu óc ba dối quá. Ở nhà nhá, ba ra thăm mộ mẹ cái. Hả? Quên mất, trời ơi. Ba đi ra, ba đi dạo xíu. Trời ơi. Ba đi từ từ thôi nha ba. Đây. Ôi trời ơi, con ơi. Ôi trời ơi, con ơi, có ai? Ai vào nhà mình thế? Trời ơi, cái mặt già mà nhìn dữ dằn lắm. Ba. Mẹ đi chợ về mà. Ba sao vậy? Không lẽ mình lũ lẫn thật hả? Alo, rồi yên tâm, tôi đã lựa hàng cho bà rồi. Trời ơi, đợt này là chất lượng luôn cái đó, khỏi lo. Nè, tôi đang kiểm tra cho bà này dây nhợ là đầy đủ nha, không có thiếu bất cứ thứ gì hết á. Rồi, chiều lát đi, tôi đi công chuyện xong tôi về tạt ngang, tôi ghé tôi giao luôn cho nghe. Trời ơi, bữa nay cái vỏ nó đẹp hơn tôi luôn bà nội ơi. Rồi vậy ha. Trời quỷ. Trời, tôi thấy bà buôn bán đắt quá ha. Chứ sao, trời ơi, bây giờ hả, tôi phớt lên là nhờ cái vụ này nè, buôn bán này nè. Nó bà đó, tôi nói bà hoài nè, bà mua đồ tôi bà xài đi. Tuy nó là đồ nhái nhưng mà là hàng thương hiệu, hiểu không? Mình ít ra mình cầm ra đường người ta còn biết nó hiệu gì. Cứ xài ba cái hàng Việt Nam không à, ra đường không ai biết xài gì luôn á. Thôi, bà cũng biết từ đó giờ tôi thích xài hàng Việt Nam mà. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ủa cái này đồ nhái nhưng mà nó đẹp, nó cũng chất lượng vậy. Thiệt, nhìn y như đồ thiệt vậy đó. Tôi biết rồi. Tại tôi có bà bạn thân, tôi mới đưa tiền cho bà, nhờ bà mua giùm cái túi hiệu để tặng cho đối tác. Sorry bà nha, tôi nghe điện thoại cái. Trời đi. Ôi, tao đồ đẹp muốn chết mà không ủng hộ đâu. Y chang hàng thiệt, khác duy nhất cái mùi thôi à. Đồ thiệt tao mùi da. Con quỷ này bữa nay nó giao cái hàng gì mà không nghe mùi da mà nghe mùi ống nước. Trời,
Trời ơi, hửi chi hoài vậy, nhức đầu cũng chết rồi trời. Ôi, alo Kỳ. Alo Quyền. How are you? Nói tiếng gì đi mẹ. Ừ, khỏe không? Khỏe, khỏe re. Trời, tôi khỏe, tôi mới qua đây gặp bà nè. Trời ơi, biết không? Sao? Trời ơi, Quyền ơi, Quyền. Hán Kỳ nó không phải là Kỳ nịnh Quyền nha. Tôi mua đồ của bà từ ngày là tôi lớn luôn. Trời ơi, bộ làm ăn được lắm hả? Làm ăn được, người ta nhìn người ta nói, tại vì nó tôi mang đồ hiệu. Lên đời luôn. Bạn bè trầm trồ đâu ai biết tôi xài đồ. Đồ nhái, đồ nhái. Không ai biết luôn không? Không ai biết. Thấy không? Vậy tôi cam đoan với bạn sao không ai biết là không ai biết. Từ ngày tôi đem cái giỏ này là mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi hết bà. Thế sao? Đó, thấy chưa? Bắt đầu hả? Bữa có thằng kia đi ngang tôi kêu, ê cái cô giỏ đỏ, nó nhỏ này nghe. Tôi vô tôi cũng nói nhỏ, biết nói gì không? Nói gì vậy? Sao mập quá vậy? Có liên quan gì giỏ tôi bán không? Thì bởi vậy tôi quánh cái mỏ nó máu luôn. Xong cái bữa sau gặp anh khác dễ thương hơn. Dễ thương hơn đúng không? Dễ thương đẹp trai. Tập trung vô cái vỏ đúng không? Tập trung vô vỏ. Cũng kêu cô cái vỏ đỏ nó nhỏ này nghe. Rồi sao nó nói cái gì vậy? Nó giật vỏ tôi. Rồi sao còn vỏ này vậy? Còn chứ tôi giật lại cho trời đất ơi, tôi bỏ tiền tôi mua mà tôi tức quá tôi đè tôi quánh nó xong rồi tôi dẫn nó vô bệnh viện luôn. Thấy tôi có lòng tốt không? Bà tốt. Do trọng xong cái tôi bắt đầu tôi đền viện phí 5 triệu cho nó. Trời má. Tôi đánh người mà. Rồi ta giật má bỏ luôn, má mua lại được 2 cái đó. Ủa phải không ta? Thôi thấy ngu chưa? Sao ngu dữ vậy? Hôm qua ủng hộ tôi 2 cái mới được rồi đưa cho bệnh viện chi? Tại bà lúc đó bà phải gọi điện liền cho tôi biết tôi cho nó cái vỏ luôn rồi. Thì bởi vậy. Gì vậy ta? Bà suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Đó thấy không? Đi coi như là đi qua đây thấy ghê không? Từ ngày làm ăn được là 3 cái luôn đó. Trời lớn luôn 3 cái điện thoại luôn. 3 cái biết sao? Cái này nè là coi như là để làm ăn. Làm ăn. Cái này nó chuyện ghê. Ơi có ghê luôn. Còn biết đây gì không? Làm gì? Chạy nợ. Không băng thiếu nha. Bà không có. Không băng thiếu nha. Vì chạy thu nợ. Ta thiếu tụi dữ lắm bà. Nghe được bà. Đó làm ăn như là thiếu dữ lắm. Cái bắt đầu qua đây mua tiếp cái vỏ bà. Dạ đó. Sao? Đồ của tôi đâu? Đây nè, trụ cho coi. Đây nè. Đó. Nói nghe đợt hàng này là khỏi chê. Không chê vào đâu được. Đó. Không, đâu. Nhìn nè. Rồi. Ten. Ôi trời đất. Đồ ơi. Đẹp chưa? Trời ơi. Wow. Cái mắt đẹp không? Cái mắt giống cái gì phải không? Giống gì? Giống cái thanh trúc. Thanh trúc, đúng tôi rồi. Giống con gấu trúc. Không phải không? Cho đi ăn gấu, gặp gấu trúc nó quánh cái gì bây giờ? Nói cái gì tào lao không à? Nhưng mà bà thấy nó đẹp không? Đẹp quá bà ơi. Đẹp y như tiệp. Đích thân tôi đi lựa đó. Trời ơi, tôi nói thiệt bà luôn. Bây giờ bà quăng ngoài đường thế nào người ta cũng tranh giành cho coi. Tại vì người ta tưởng đồ thiệt đó. Người ta tưởng đâu là đồ xịn. Thải cái đường lẫm liền. Đẹp quá đẹp. Ôi trời ơi, xuất sắc quá mà. Nhưng mà chắc chắn là người ta không biết không? Trời ơi, chắc chắn cam đoan. Bà nhìn nha, mẫu mã không khác một cái đường kim mũi chỉ nọ chứ. Đúng rồi. Da cũng là da thiệt mà nó luôn. Nè, không tin bà hửi đi. Đâu coi. Nghe mùi da liền. Mùi cống. Mùi cái gì vậy mẹ? Sao nghe mùi cống có mùi da đâu ta? Khùng quá, cái mùi da mới ra thành ra nó hơi sình. Nhưng mà xài cái da mới nó sình. Da mới nó sình. Xài thời gian là được. Xài thời gian nó rút lại không? Làm sao nó ra mùi da đó? Thấy chưa, đẹp chưa? Nhưng mà đó thì nhưng mà có chắc là không biết hàng nhái không? Trời ơi, chắc chắn bà ơi, không ai biết luôn. Đồ giả đồ nhái tôi bán ra là không ai biết hết. Nè mày nhìn tôi coi. Sao? Từ trên xuống dưới giả hết giả luôn mà nhìn không ai biết. Vì bà là con gì? Cô Manu Canh. Ghê vậy? Tôi im như cô Manu Canh. Vậy là người bà cao su silicon không hả? Đại ý là đồ giả mà giống thiệt. Đúng rồi. Hiểu không? Giống Manu Canh. Manu Canh nhiều người đẹp. Cho tới khi mà tôi lên tiếng một cái ha. Thì sao? Con nít nó chạy quá trời luôn. Ủa kỳ vậy? Tại sao vậy? Tôi tưởng tôi giọng ông kè. Tại sợ ma hả? Ừ. Trời đất ơi, Nguyễn không phải đâu. Chứ sao? Không phải là vậy đâu. Nó tưởng đâu nhà ai mới sắm vàng karaoke mà cái thùng bát nó bị hư dây chép á, nó còn bát không á. Đâu vậy? Đi về má ơi. Sao vậy? Hết vui vẻ hết bán. Thì vậy thôi mà. Tôi tổn thương quá đó. Thôi, đâu có. Để Kỳ nói Quyền nghe nè. Không phải là nịnh Quyền nhưng mà Kỳ nói thiệt bằng cảm xúc, bằng tấm lòng của Kỳ. Quyền lúc đầu á, Kỳ nhìn Quyền rất đẹp. Quyền đẹp như một cái bình bông mà để chân á. Bình bông để chân á, qua tư Đà Lạt á. Thiệt. Qua tư Đà Lạt sao? Rồi. Tôi nói thiệt. Nịnh hoài đó. Không phải. Bước được cái ánh nhìn đầu tiên. Ánh nhìn mà vừa bước vào tiệm á. Ánh nhìn vô đầu tiên là như vậy. Như đố qua tươi. Như cái bài gì mà mình với sáng sớm sương hôm nay chiều cần nóng que sắc que. Trời ơi.
Để đúng không? Vậy đó, cái vẻ đẹp của Quyền là vẻ đẹp quý sắc tộc. 1.3 triệu. Không, thì cái nhỏ này còn 1.3 triệu thôi. Thì đó, mà đặc biệt sao? Tôi nói thiệt cái này là, tôi nói thiệt cái câu này là coi là biết tôi nịnh hay không mà. Sao? Giọng nói. Ờ, giọng nói. Giọng nói. Ờ. Hay, thánh thoát. Ừ. Nó trong veo trong vuốt như nước xả. Nước xả mà làm mềm dãi như nước suối róc rách róc rách. Mà nó biết là nó giống cái, giống như là cái giọng, cái giọng giống, giống như giống cái người nổi tiếng lắm. Giống ai? Người này làm, dạ, đúng rồi, Phí Nhung. Nói giọng xạo tai nha. Giỏ này 2.5 triệu á. Sao kỳ vậy? Bà nghĩ sao cái giọng tôi giống Phí Nhung? Bà nói vậy là bà chà đạp thần tượng của tôi. Ủa chứ không giống hả? Không có giống mà. Chết cha, sao sánh hố vậy ta? Dạ tôi nói vô vấn đề nè. Cái giỏ này sao? Nhìn giả nhưng như thiệt. Nhưng mà 1.8 triệu nha. Ừ thôi 1.8 triệu đó. Nãy giờ khen quá khen. À được rồi mà rất 1.8 triệu đó. À rồi. Vậy chắc chắn nha. Chắc chắn. Nhìn, ai nhìn vô cũng biết đúng không? Không biết, tôi thiệt. Nhìn không ai biết luôn. Không biết thằng nhái luôn. Không biết thằng nhái luôn nè. Bây đó, giờ bà nè, hỏi tôi, bà hỏi tôi có biết không? Bà hỏi nè, tôi biết không? Giờ tôi hỏi bà nè. Ừ. Bà nhìn vậy nè. Bà biết nó thằng nhái không? Biết. Sao biết? Bà mới nói đó. Tụi tào lao má ơi. Giờ thí dụ tôi không nói bà biết không? Không. Tôi bà... bán tôi còn không biết. Tôi nói cam đoan với bà luôn. Nhìn cái giỏ này không ai biết thằng nhái hết. Không ai biết thằng nhái đúng không? Không ai biết. Tôi biết. Nó biết phải rồi bạn tôi. Đơ. Gì vậy? Bị rối loạn tài đình. Cái gì tài đình này? Cái tài gì cột đình gì đó. Trời ơi, rối loạn tiền đình. Chẳng mặt quá, tôi về trước nha. Tôi thôi, bà đừng có diễn nữa. Tôi biết hết rồi. Trời ơi, tôi thất vọng về bà ghê luôn á. Bà kỳ, chân... bà kỳ y như cái tên của bà luôn. Ê, sao? Ủa tự nhiên cái Trân gặp kỳ. Mình là bạn thân mà. Sao Trân lại nói nặng kỳ vậy? Ê, vậy là hai người bạn thân hả? Thân hồi đại học đó, bạn đại học của tôi á. Ủa vậy hả? Ủa rồi hai bà là cái gì của nhau vậy? Hai tôi hả? Ừ. Là bạn thân đó nha. Học chung từ thời tiểu học. Thì đó, bữa nay gặp về vui rồi, thôi tôi về nghe. Thôi. Trời. Bà đừng có đánh trống lảng nữa. Tại sao vậy kỳ? Tôi tin tưởng bà, tôi đưa cho bà 10.000 đô. Mà bà đi mua cái giỏ có 100 đô là sao? Vậy đây là cô bạn mà mua đồ xịn cho bà đấy hả? Ô, lạ lắm anh em. Có đâu lạ. Sao? Thì này mình có duyên thì mình mới gặp nhau tại đây. Trân ơi, Trân biết không, không phải là tự nhiên mà Kỳ lại như vậy đâu. Thật ra là Trân biết đó, cuộc sống mà khó khăn lắm mới tìm được ra đồng tiền, đúng không? Đúng. Mà đồng tiền là những giọt mồ hôi và nước mắt của mình khi mình nên làm, đúng không? Bà làm mà biết mà. Đúng cực lắm. Đôi khi phải hy sinh, thí dụ như hít những cái mùi nào đó, mùi ống trống thì phải hít được mới có tiền được. Thì đó là rất là cực, bà Quyền biết mà, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là tôi muốn tiết kiệm dùng một chân. Cho nên là tôi mới lấy đi 100 đô. Ừ. Tôi mới qua bên đây. Đó, tôi bèn qua bên đây, bắt đầu tôi mới nói là bán cho một cái giỏ, tại vì nhìn cũng hàng nhái vẫn y chang mà mình bỏ một số tiền quá nhỏ mà được này thì có đúng gì rồi. Đâu thì tặng đối tác người ta cũng đâu biết. Thì coi như là đến đó là tôi nghĩ tôi giúp chân tôi tiết kiệm mà, chứ tôi đâu có ý gì. Ta giúp bà mà. Bà em đi. Tiết kiệm giùm tôi hả? Đúng rồi. Vậy còn 9.900 đâu? Thì tôi để lại trong tài khoản của tôi á, tôi để lại trong tài khoản của tôi á. Ê Kỳ ơi Kỳ. Kỳ thiệt nha Kỳ nha. Không phải Kỳ chơi cho Kỳ nha. Thầy ơi, xã hội sẽ cười chê bà. Bà nghĩ sao vậy? Thì... Trời ơi, 10.000 đô bà mua của tôi có 100 đô. Tiền đó thay gì bà trả lại người ta đi. Cái đồ này tôi lên mạng tôi đăng rõ ràng, tôi cũng ghi rõ ràng là tôi bán đồ nhái. Tôi ghi nhái, tôi còn in hoa nữa. Tôi gạch dưới đít nữa đó. Tôi sợ người ta lộn đồ thiệt. Thì nhưng mà tại vì có bả bán rồi tôi mới mua chứ. Ủa thì bà mua đồ nhái, bà nói với người ta đồ nhái. Bà mua đồ nhái của tôi mà bà nói người ta 10.000 đô rồi sao? Tôi phải nói xạo tôi mới lấy được 9.900 chứ. Tôi phải nói xạo tôi mới lấy được 9.900 chứ. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Con khó, trời ơi. Giấu lầu lồi đuôi. Anh về rồi. Ừ. Đây, để em cầm cho. Ủa, sao hôm nay em dọn cơm vô phòng ngủ vậy?
phòng khách đang bảo trì và sửa chữa đó, cho nên là mình ăn tạm trong phòng ngủ nha. Nè, anh thay đồ đi, bộ đồ màu dưa hấu mà anh thích nè. Cảm ơn em. Hả? Để em xếp đồ, anh ăn cơm đi. Em ăn chung với anh luôn. Em ăn rồi. Ăn rồi sao để hai cái chén vậy em? Để như vậy cho người ta biết là nhà mình có hai người đó anh. Anh ăn nha. Anh ăn đi. Trời đất ơi. Cái gì nha anh? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Em có làm gì đâu. Tại sao trong cái món ăn mà em lại có sợi tóc trong đây? Anh ơi, ngày nào em cũng phải làm đồ ăn hết, cho nên việc mà rớt lại một cọng tóc trên đồ ăn là chuyện bình thường mà. Chắc là hiểu lầm. Dạ hiểu lầm. Anh xin lỗi em. Anh ăn tiếp đi. Anh ăn đây. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chuyện gì vậy em? Có một cọng tóc trong túi quần anh nè. Chắc là tóc của anh rụng đó. Tóc anh mà dài cả mét vậy? Không phải tóc anh thì là tóc em. Tóc em đâu có màu vàng như vậy. Chắc là tóc của mấy nhân viên công ty anh. Tại công ty anh là người nước ngoài không à. Đi chung thang máy rồi đông quá cho nên là rụng rơi vào túi quần anh á mà. Vậy là hiểu lầm thôi đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thôi anh ăn tiếp đi. Anh ăn đây. Em. Dạ. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Chuyện gì vậy anh? Anh về nhà là anh muốn tự sạch sẽ trong cái nhà này. Tới nỗi bữa ăn thôi mà cái ly nè, em uống mà dính cái môi son của em vậy hả? Anh ơi, ngày nào em cũng rửa ly hết, cho nên chuyện mà để lại dấu môi son ở trên cái ly là chuyện bình thường mà anh. Chắc là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Chắc là em mệt quá cho nên là có những sơ suất đúng không em? Dạ đúng rồi. Thông cảm đi anh. Anh xin lỗi em. Anh ăn rồi uống đi nha. Tại sao anh lại đối xử với anh? Có dấu son môi trên áo anh nè. Chắc là mỗi ngày anh đều phải đi làm. Hôm nay xe máy hư, anh phải đi xe buýt. Mà hôm nay xe buýt đông quá, anh đi anh phải dịnh, anh đứng. Đó, trong lúc anh đứng thì xe thắng gấp quá. Có một cô gái đã ập mặt vào trong cái áo của anh chứ không sao đâu em. Vậy chỉ là hiểu lầm thôi đúng không anh? Hiểu lầm thôi em ơi. Vậy thôi anh ăn cơm tiếp đi. Anh ăn đây. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sao nữa vậy anh? Anh đang đói, anh muốn ăn ngon mà bây giờ em nấu đồ ăn mà tại sao nó lại có con nhện ở trong đây, làm sao chấp nhận được em? Anh ơi, tại vì ngày nào em cũng phải nấu ăn hết, cho nên là em làm đồ ăn xong con nhện nó đói quá nó bò vào thì em không cản được anh à. Mình ăn hay nhìn nhện cũng phải ăn đúng không em? Đúng rồi anh. Chắc là hiểu lầm. Đúng rồi, anh chỉ không ăn con nhện là được rồi. Anh sẽ bỏ con nhện qua một bên nha. Rồi anh ăn tiếp đi. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Cái gì vậy em? Trời ơi, trong tủ áo của mình có một cô gái đứng kìa. Thì mỗi ngày anh phải đi làm thì trong tủ phải có cô gái đứng chứ. Vậy là bình thường hả anh? Ừ. Vậy là hiểu lầm hả? Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm nè. Hiểu lầm nè. Hiểu lầm nè. Tại sao anh lại đối xử với anh như vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy là chỉ là mơ thôi đúng không anh? Đúng rồi, mình đừng có như vậy nha em. Thôi mình ngủ tiếp đi anh.